gì đó thầy. Cái bà nói con chị có bệnh gì đâu, chị đưa lên đây, con chị bị yếm, chị về chị rước thầy trị đi, chứ không bệnh gì chị đừng đưa vô đây. Bệnh viện mà nói gì đó? Trong cái bà trong bệnh viện đó thầy. Chắc ăn ông này không chữa ông điên luôn. Không luôn. Chết ơi. Không chết. Chết. Không còn nhiều con ông nữa. Nói được không? Hồi mà mình để phát bệnh sao nói cho ông thầy biết rồi, kể đi. Hồi đó mấy năm trước cũng cách cũng mười mấy năm, hồi 2008 là phát bệnh tới giờ. Mười mấy năm. 2000 đó phát bệnh lên á. Phát bệnh sao? Để 8, phát làm sao kể cho ông thầy nghe đi. Đó làm là tôm giống á. Đất đêm trực đêm từ 12 giờ tới 3 giờ tự nhiên vô nằm rồi nằm chưa ngủ thấy Phật Phật lại bồng sốc sốc lên. Phật Phật bồng sốc lên. Lại bồng hai tay sốc lên nằm giường chắc mà hai tầng á bồng lên cho xong để xuống lại trước đầu thổi bùa phép đi vô đầu con từ ngày đó tới từng lễ sau là làm việc bình thường nằm xuống mà cũng như có người kể chuyện trên đời kể hết chuyện đời con nghe vậy đúng tuần lễ là tôi đã động đau chứng thủy nè dò tay chân dò hồi nóng hồi lạnh về nằm nhà đi bác sĩ không có mình đau tử mà người về nhà mới đi thầy pháp á thầy pháp là đi lại không ông nào mà trị được mình có. Có bà thầy và bà mẹ nuôi nói là bị bệnh căn mà năm nào bỗng cúng rồi mà cũng không hết nữa thầy. Rồi cúng chay không à. Cúng chay cũng đốt đồ nhiều lắm mà cũng không hết nữa thầy. Mà bà mẹ nuôi bà cũng làm thầy ở Bến Tre á, bà đi cúng nhiều chỗ anh ta cũng rước bà đó, nói bệnh căn. Còn đi ông thầy khác thì khác nói cổ quyền hành. Còn đi đưa lên bệnh viện á, cho ngủ được đưa lên bệnh viện á thầy. Cái bà nói con chị có bệnh gì đâu chị đưa lên đây. Con chị bị yếm, chị về chị rước thầy trị đi, chứ không bệnh gì chị đừng đưa vô đây. Bệnh viện mà nói gì đó? Trong cái bà trong bệnh viện đó thầy. Mà bà cũng đi nuôi con bà, anh nuôi chồng bà gì cũng biết nữa. Bà nói vậy đó, nói con bà không bệnh thần kinh tâm thần gì trơn mà sao bà đưa đây. Con bà bị thầy yếm, bà đem về bà yếm thầy đi. Là vô trỏng, bà nói bà đừng nói để vô đây trị vài bữa cho nó ngủ được ổn định mình về hả mình đi kiếm thầy. Chứ bà nói bác sĩ nghe bác sĩ đuổi mình sao. Cái nói bà vậy đó. Mà hổng nói sao nói ông nội theo ông nội nhập sao con nói ông thầy biết đi. Con ngủ thấy ông nội không? Không thấy ông nội mà ta cái trong lòng ông là cũng như là hồi nào cũng có ông nội theo vậy đó. Nói là ông nội theo. Mà miếng mỏi là bà ngủ không được á thầy. Là uống nước không à, đi tới lui tới uống nước sáng đêm. Làm như vô sao không biết nữa. Mà mình phải kêu cha hai mẹ với cha phải kêu bằng thầy mới chịu. Thầy. Ừ. Cũng như biểu kêu làm thầy vậy phải không? Hay sao con nói cho ông thầy nghe đi. Làm xưng là thầy vậy đó. Xưng thầy không à? Dập đi vô xưng thầy. Xưng thầy. Kêu bằng thầy á. Chứ không kêu bằng con mà không kêu bằng mày tao. Kêu mấy kêu bằng thầy mới được. Thường nhập vô. Không hồi đó chứ giờ cũng thấy bình thường à. Còn mà hồi 10 năm gì trước thầy biết không? Hồi mà chưa có cúng ông nội á. Là lúc nội về đây cúng là hết luôn á. Từ lần bữa phát lên sao là cũng tôi thầy kêu về à, cúng cổ quyền. Cổ quyền. Cúng cổ quyền, thờ cổ quyền, cúng cổ quyền mình giái mà ai kêu? Mà mấy cái người thầy mà kêu. Thầy á, thầy mà cũng như thầy bói mà nhập xác vô á thầy. Nói đi về cúng cổ quyền là giái cổ quyền đi là cổ quyền hành à. Chứ không có gì đâu, nó cổ quyền hành. Người thì đi chỗ này thì nó vậy, đi chỗ kia thì nó khác. Theo con nghi thì sợ là bên công ty nó bển mần rồi nó ganh tị nó yếm thằng này bị gì đó rồi nó vướng vô luôn rồi đi nhiều thầy quá
thì nhiều khi cũng sợ bị yếm vô, bị dướng. Đi cũng nhiều thầy mà nhiều thầy, bạn thầy này gì nói vậy, nói thầy nó kia gì đó. Thì thầy thì nói bị có ông bà thầy nữa nói hai dòng theo mà dòng nam dòng nữ nữa. Rồi thầy thì nói có quyền hành, thầy nói bệnh căn, thầy nói bị yếm. Người cúng cũng hết được thời gian. Kêu về cúng thầy, làm đủ thứ luôn thầy. Về cúng tùm lum hết thời gian rồi cũng tái. Sao thời gian tái hồi phát bệnh bây giờ là 16 năm rồi thầy. Mà phát lên thì phát lên uống nước giữ thần lắm. Uống nước mà thức. Đi khám điểm. Còn hồi mới phát nói ba đó là qua 12 giờ con đi là giữ gần chết luôn, qua 12 giờ phát chạy đi. Thường phát không? Mấy năm gì trước thì phát vậy đó. Mà hồi lúc đó gần, biết gần đây mới vô gá vô cưới vợ tới nay là phát lên liên tục, đem vô bệnh viện vừa ra là bị hồi mới là, liên thầy biết không? Được thầy là hôm mà là, điện được thầy tới nay là im hen. Còn hôm lúc trước thầy biết về có 3 bữa đưa đi bệnh viện, 4 bữa đi bệnh viện. Giữ đâu nổi, quậy giữ không, không nổi. Đi không à? Quậy. Kỳ lắm. Dạ. Vợ chồng con chạy mà bà ngủ không? Kỳ lắm. Nó quậy. Không có kiểm soát được á thầy. Phải không? Hay sao con kể cho thầy nghe? Không phải là sao? Khiến uống nước đi thầy. Thầy bị yếm vô ngực. Dạ. Bị yếm vô ngực. Rồi mỗi lần nó đau dẫn thỉ lắm. Chuyên môn luôn. Nói mỗi lần ở Bình Đại thầy biết không? Mấy đứa bạn á đưa lên bệnh viện Bình Đại á, vô bệnh bác sĩ khám không bệnh gì thôi. Nói đè con đây nghẹt thở. Hồi nó điện về nói vậy đó. Nói giờ con mệt chỗ này. Hồi đau chỗ này, hồi đau chỗ kia, hồi mới phát lên này. Nghẹt chỗ này thì nó đau chỗ kia. Mà hồi lúc đó thầy biết không? Mò cái vỏ nhấp nhợt là lạnh ngắt. Mấy năm về trước. Ông này hả? Với thầy cô giùm con đi nhiều thầy cho con quá rồi không biết con. Hồn sát gian dở. Không có tập trung được. Vì khi ông nói gì chưa biết ông lại. Thấy không? Có vậy không? Có vậy không? Thấy không? Giúp cho. Thầy. Thầy cô giúp. Xíu đi. Rồi rồi xíu đi. Dạ. Ông này đó ha. Kêu ông đó vô. Kêu ông đó vô. Bây giờ. Vô đây nằm. Ông á, vô đây nè. Ông nói lại. Ông nói cậu Bảy. Cậu Bảy kêu con, cậu Bảy đi vô coi. Cậu Bảy, cậu Bảy. Vô đây nè, vô đây nè, vô phòng đi. Chắc hả? Tướng bự quá trời nè. 30 kg. Ông này không chữa, ông điên luôn. Khùng luôn. Muốn khùng rồi. 16 năm lại thầy. Chắc là tới giờ 16 năm. Ráng chịu nghe. Thấy xe mày. Ừ, chúng mày cục đá, ông có vô nước không đi. Trời ơi. Ông ở dậy đi rồi được không? Ờ, dậy đi quá. Dậy dậy đi. Ráng. Mình có bệnh là mình mới đi đâu. Còn không bệnh là không có đâu. Ráng đi. Bình tĩnh nha. Để như điên luôn. Đây nè. Nhiều hơn. Ráng.
ông nhiều quá. Bị hại. Hít sâu thở ra, từ từ. Ông là phải bên kia đâu mà đưa vô vô. Đầy hết. Gán. Quá nhiều. Ngồi đi. Sâu thở ra. Lấy nước cho uống. Nước cho uống hả? Nước anh sao? Nước uống là nước cho Nhiên uống. Ca nước. Ở chỗ đó chế nước vô. Bắt hồn mà đi luôn. Yếm mà bắt hồn đi luôn. Nó nhập lên nó quậy. Vô từ đó lên. Nè, anh thấy con mắt sáng không? Hả? Sáng. Không, sáng rồi. Tìm qua mà không được thầy. Kiếm quá trời coi clip, bắt đầu thằng em chỉ là coi hoài luôn. Con mắt sáng không? Thấy cơ thể thoải mái chưa? Tỉnh táo là không? Thấy nó sao trong người, nói tôi nghe đây. Không, cảm giác tỉnh táo không? Cảm giác nó sao? Đau, nó đau đó. Ừ, nhưng mà nó tỉnh táo không? Đứng gì vậy? Lắc mình đi. Tướng quá trời tướng ha. Thấy tỉnh táo không? Nó tỉnh táo kiểu sao? Hơi lần lần kia tỉnh hùng. Nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Chút xíu nữa. Đừng gồng nha. Nát hết mình mẩy.
lau mình được không? Nghe thấy cái dính tới đây, không? Ừ. Chắc nghe. Chết rồi. Chấp gì mà. Không chịu chết hết. Chết rồi. Nhỏ chết rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thả đi. Chết rồi. Chịu không nổi thôi. Quá trời chịu không nổi thôi. Mắt không bị mù luôn hả? Mắt mù luôn. Mù mắt luôn. Mù luôn. Chết luôn. Mờ từ từ. Ừ. Bập ha. Chết rồi. Gã nghe. Chết rồi. Nghe không? Nghe cái bập. Tám con. Bình tĩnh đi. Nè, mở mắt ra thấy được chưa? Sáng hồi nãy. Sáng rồi hả? Sáng hồi nãy. Rồi ngồi dưới đây. Sáng chưa? Sáng rồi, giờ thấy thầy. Nãy giờ thấy mù căm. Mày giờ thấy thầy không? Thấy thầy sáng hơn nãy.
đi thầy nào cũng uống uống thuốc là cúng gì cũng mấy trăm mấy bữa thì uống gì đây này đó đó uống nè uống nè gán ai nhất hồi đó không nên mình lặn ra lộ dây sát ra đi giáp thành phố đó là bệnh viện nào cũng làm xuống đi chết rồi chết quậy bây giờ thay khách chết rồi thầy cứu rồi chết gì nữa phải chịu nổi mà sao đau mà trời ôi trời không còn nhiều con không nữa nhiều hơn này nữa lau mặt cổng đi nhiều hơn nhiều cảm ơn thầy Trung với chú Lê Hậu với tài xế đến đây quá giải cho gia đình thì gia đình rất mang ơn nhiều không biết gì nói gì hơn gia đình cảm ơn thầy cùng Lê Hậu với tài xế chứ hiện tại giờ trong mình nó khỏe 60% rồi.